Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 280, Neanderthal, chủng người đã từng là đối thủ trực tiếp của chúng ta trước khi bị chúng ta xóa sổ, thực ra cũng là một chủng người rất tốt bụng. Lý do chúng ta biết được điều đó là nhờ người đàn ông này. Ông ta được đặt tên là Sanida 1. Ông là một người Neanderthal sống cách đây khoảng 50.000 năm trước tại một vùng thuộc Iraq ngày nay. Dựa trên những bằng chứng khảo cổ thì đây là những vết thương hoàn toàn có thể đoạt mạng của Sanida 1, nhưng kỳ lạ là ông ta vẫn sống tốt. Đầu tiên, ông ta bị một vết thương rất lớn ở phần mắt trái, có thể đã làm ông ta mất đi thị lực và thậm chí là tổn thương não. Tiếp theo, xương cánh tay phải của ông ta đã bị gãy ở hai chỗ và phần cẳng tay thì đã bị cụt. Người đàn ông tội nghiệp này thậm chí còn bị gãy chân phải và bị thoái hóa khớp rất nặng ở phần chân này. Nhưng không biết bằng một cách nào đó mà người đàn ông này vẫn sinh tồn được tới độ tuổi trưởng thành. Các nhà khảo cổ học xác định Sanida 1 có độ tuổi từ khoảng 35 đến 50 vào thời điểm ông ấy qua đời. Vậy nên để có thể sinh tồn trong một khoảng thời gian dài như vậy thì chắc chắn là ông ấy phải được chăm sóc bởi những thành viên khác trong bầy đàn của mình là những người Neanderthal khác. Điều này cho thấy Neanderthal không hề là một chủng người ngu đần và có thể họ hoàn toàn thông minh như chúng ta.